Hôm nay mình sẽ cắt cái bông này vô, mình sẽ làm phép. Đó. Giờ mình cắt nguyên cái bông vô nha các bạn. Mình để vô cái gì á? Các bạn thấy không? Đó, một cái quá đẹp, quá đẹp. Và các bạn coi, nó tươi. Đó, mình sẽ làm phép này, tự ngải yêu ngải cầu tài cũng được hết. Đây mình có một cái bông nãy mình mới hái ngoài đó các bạn nha. Mình hái ra ngoài cái bông nó rất đẹp, nhưng mà cái bông này á, nó đẹp nhưng mà nó muốn giữ cho nó quý lâu dài tốt đẹp thì phải làm phép vô, rồi sau đó mình phơi khô. Mình làm phép cầu tài cũng được, cái này là mình phơi khô cho thật khô á, mình để chỗ ngay cái tủ sắt hoặc cái chỗ ngay tính tiền. Cái này là cầu tài, những bông tinh hoa của đất trời hấp thụ vô cái bông này, nước, không khí, ánh sáng mặt trời hấp thụ vô rồi mới tạo ra một cái bông này. Giờ mình coi ngày lành tháng tốt mình đem vô mình làm phép cầu tài đó. Các bạn thấy cái bông rất đẹp không đó. Giờ mình làm cái kiểu khác nhau, không có giống cái nào hết. Giờ mình làm cái môn phái này khác nhau nha các bạn. Mình sẽ làm giày, mình giả chú vô. Đó. Chú vô xong rồi mình làm xong cái này á, hoàn tất rồi. Giờ mình chờ đem ra tại nắng, ánh sáng nắng á, nó chiếu vô nó làm cho cái này nó khô lại, nó giữ được lâu dài, tức là để cho khô thật là khô. Mình phơi đường 3-4 nắng á các bạn, mình coi mấy củ này nó khô thật khô. Nếu mà mình phơi không khô á nó bị ẩm ướt, nó xanh ra mốc á. Vì vậy phải nên cũng như mình sấy thật là khô, như mấy gạo khô á các bạn, đồ ăn khô, tôm mì gói này kia khô vậy đó, để lâu được. Cái này mình trời nắng, nếu mà nắng gắt á mình phơi khoảng 3-4 ngày á các bạn. Nếu mà mình coi nó không khô hung á thì mình ráng mình phơi cho nó thật khô cái nhất tuần lễ, rồi sau đó mình đem về mình để vô trong cái bọc đỏ ha, bọc đỏ rồi mình mới kéo bờ đàng hoàng đó. Cái bọc đó là tôi làm, phải có làm phép cái vỏ đó, cái bọc đàng hoàng. Mình đút cái này vô, mình phải coi đúng ngày, đúng ngày tháng, rồi ngày nào tốt là mình mới làm được. Ngày nào tốt đó, mình mới cho người ta đem về, mình chỉ cái hướng nào á là nên để cái bông tài lộc này, may mắn này đến cái khẩu ngay cái cung của người đó. Thí dụ người đó cung ở hướng đông tây thì mình để đông tây ha. Rồi, hướng đó hướng tây thì để hướng tây. Thí dụ đông đông với tây là hai cái khác nhau ha. Nếu mà người đó hợp với hướng đông hoặc hướng nam, đông nam hoặc đông bắc thì mình sẽ hướng dẫn cho đó. Còn nhiều người hợp á bắc, hướng bắc, hướng nam, hướng đông đó. Vì vậy mỗi con người sanh ra ngày sanh tháng khác nhau tùy theo mỗi cung mạng của mỗi người mà mình tặng cho người ta. Thí dụ người đó hợp với màu đỏ, màu tím, mình mới tặng đúng cái màu đó.
còn người ta hạt màu đen mình tặng cái cong có loại bông đen thì mình tặng cho người ta, và hoặc bông trắng bông vàng tùy theo mỗi người, mình tặng cho người ta như vậy mới đúng. Còn nếu mà mình không có hết là mình có cách nữa, nếu mà người đó hạt với màu đen mà mình dùng cái màu tím này vẫn xài được, mình đọc chú quá giải hết, mình xin phép vô, nó sẽ biến thành những ý nguyện, ý muốn của người thỉnh cái này được như ý, không quan trọng. Nếu mà nói đúng quan trọng màu sắc cũng không quan trọng lắm, quan trọng nhất là câu chú. Và người nào được câu chú đó chưa chắc làm được, tại vì có một câu là không làm được. À, nói thẳng với các bạn, phải biết từ đầu tới cuối, mình phải biết cách biến hóa của cái loại đó rồi mình mới làm phép được. Còn tự nhiên cái màu đỏ màu xanh thì mình đọc một thứ không có được, ví dụ cái ngải cầu tài mình đọc ngải yêu cũng không được đó. Vì vậy nó rất dễ thấy đơn giản, rất dễ mà không phải dễ đâu các bạn, nó không phải dễ. Trong thời gian mình trồng á, làm mầm ra mình phải làm phép, mình nói đọc chú vô, mình đọc thầm trong miệng, không phải tự nhiên ra làm ì xèo không. Mình làm từ từ nhẹ nhẹ rồi bắt đầu mình tha vô mấy lá tai, có hơi hơi tai rồi bắt đầu mình đọc chú vô. Còn nếu mà cái cây đó mình không xài á, nó khô á các bạn, nó cái bông này nó ra những cái hạt nhỏ, rồi mình hái vô mình gieo xuống đất nó sẽ lên những cây khác đó, nó cũng đơn mạnh dạng, nó có bông. Ví dụ mình có cái củ thì trồng mau lên, còn cái bông thì thấy mấy năm mới lên lẫn cũng lên luôn đó. Đó, cái nào cũng vậy hết. Ví dụ ở gần núi xa xôi á, những hạt này bay lên không khí đợi lớn kênh đi dùng hào á, mấy năm sau tự nhiên ở dưới đất nó chui lên một cái cây đó. Vì vậy ở trong gần núi á, nhiều vị sư nhiều thầy cao tay thì ta đi tìm, tối người ta ngồi thuyền người ta nhìn mặt trăng, nhìn lên mặt trăng mình thấy người ta thấy được cái khúc nào khu nào người ta sáng lại, người ta trẻ đi tới đó người ta tìm một cái lỗ bông đó. Tại vì mấy người ngồi thuyền ở tu ở trên núi người ta rất nhìn sẽ thấy tất cả hết, tại vì bình an yên tĩnh đó. Những vị đó rất cao tài ngồi đó, mà ngồi thuyền đã biết chỗ nào có cái gì hết. Thí dụ xuất hiện ra cái gì người ta biết cây đó quý hay không, cây đó có lợi hay không, mà cây đó có hại hay không đó, rất quan trọng. Bởi vậy người ta mới ẩn trong núi. Nói đúng ra tất cả môn phái nào cũng tốt hết, mà tốt hay không là cho cái bản thân của mình, của con người đó. Không phải môn phái nó xấu, mà đúng ra cả con người mình xấu. Môn phái nào cũng vậy, bên Phật giáo cũng vậy, Công giáo cũng vậy, tất cả đạo nào cũng tốt hết. Chỉ cho con người mình chánh đạo, mà con người mình có lòng tham lam tạo ra những điều xấu xa, đại khái như vậy. Rồi Thái Lan cũng khác hết đó, nó môn phái chung một cái thứ hai ba thứ rồi giống giống, còn nhiều nó khác hết, không ai giống ai hết. Nhưng mà quan trọng là ông thầy đó. Kết cục kết quả là do ông thầy làm được ha không, đó là điều quan trọng nhất đó. Luyện được hay không là quan trọng nhất. Thấy rất dễ hơn các bạn, nhưng mà không phải vậy đâu. Hôm nay video tới đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã bỏ chút thời giờ xem video này. Nếu thấy hay mình đăng ký vô cái chuông để nhận được nhiều video mới lạ nhất.